Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trong video hôm nay mình nói chuyện một chút đến cái công việc gia đình. Thì vì mình là đàn ông là đôi khi cũng phải có cái trách nhiệm nặng nề hơn phụ nữ một chút với những các cái công việc, ví dụ như là sửa điện, sửa nước, hoặc là thay các cái bóng điện, hoặc là các cái công tắc, hoặc các cái khóa lớp của chúng ta. Thì cái nội dung hôm nay là mình cũng muốn nói đến các bạn là khi cái khóa xả nước của chúng ta bị vấn đề trục trặc, vòi nước của chúng ta bị rỉ hoặc lâu ngày bị hỏng, thì chúng ta khắc phục và thay nó như thế nào. Thì những video gần đây thì mình cũng có chia sẻ một số các cái nội dung liên quan đến gia đình. Đấy, thì chúng ta luôn luôn chủ động biết cách khắc phục. Khi không khắc phục nổi thì chúng ta mới phải đi thuê thợ. Mà các bạn cũng đã biết, để đi thuê thợ đến thay một cái vòi nước, một cái khóa nước hoặc một cái bóng điện là rất khó khăn. Mà trong khi đó, chúng ta chỉ cần để ý một chút và cẩn thận một tí thì chúng ta có thể thay được, không cần phải nhờ đến thợ mà sử dụng được ngay cho vợ con gia đình chúng ta sử dụng. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem cái vòi nước của nhà mình hỏng như nào và chúng ta tìm cách khắc phục, có thể là thay nguyên bản giống y xì, hoặc chúng ta không mua được các cái vòi nước giống như vậy thì chúng ta có thể lắp các vòi nước khác mà vẫn có thể hoạt động được. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem vòi nước của chúng ta hỏng như nào và chúng ta sẽ đi tìm mua về để chúng ta thay. Và mời các bạn cùng mình ra xem vòi nước. Đây là cái khóa nước nhà mình bị hỏng này các bạn. Đấy, mặc dù khóa rồi nước vẫn chảy này. Đây, quay gần luôn cho các bạn nhìn thấy này. Đấy, thì đây cái khóa này của nó là 2/4, 2/4 đây các bạn. Khóa này là khóa 27. Đấy. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ vẫn mở được nhưng mà khóa vào không hết này. Nước vẫn giọt giọt này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm. Khóa đây là hãng Sanva VS SV. Cái khóa này là 27 này, nhiều khi là cũng không khó đâu, mình có thể chế độ mình lắp sang khóa 21. Và bây giờ mình sẽ cùng vào cửa hàng để tìm cái khóa đó nhé. Và đây, bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm khóa đó. Cái này là 1/2. Cái này cũng là 1/2. Các loại vòi ống rất chi là nhiều. Nhưng bây giờ chủ yếu là các cái khóa tốt, khóa đắt tiền thì này 1/2 này. Cái kia là 2/4, 3/4. Rồi, chúng ta sang phía bên này. À, trước tiên thì chúng ta cũng sẽ phải mua một cái băng tang ở bên này đây, khóa đây. Đây thế này mà cũng là 1/2. 1/2 các bạn. Khóa đồng rồi chúng ta. Cũng là 1/2. Rồi. Vậy thì mình cứ mua cái 1/2 đi. Xem cái này là bao nhiêu. SV đây rồi. Cùng hãng đó đây rồi. Cũng là 1/2 các bạn ạ. Cái 3/4 kia thì nó hơi ít. Và thôi mình sẽ tìm một cái để mình thay thế. Và đây. Đây chính là cái mà mình cần mua đây.
các bạn. Một cái lơ thu từ 3/4 về 1/2 chính là cái này. Và rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn một cái này và một cái này các bạn nhé, và một cái này. Rồi chế gói cho mấy cái này nhá. Bây giờ mình cũng cùng các bạn sẽ về để lấy dụng cụ của chúng ta. Rồi, lấy dụng cụ của chúng ta thay thì cần có một cái cà lê như này bạn nhé. Để trước khi chúng ta tháo, chúng ta khóa vòi nước, khóa nước tổng ở bể của chúng ta lại, không có nước chảy tràn ra đây. Đây các bạn, 3/4 này, 27 thì to đúng không? Đấy, bây giờ mình thay một cái 1/2 này, SV 1/2 thì mình phải lắp thêm một cái lơ này để thu lại. Đấy, trường hợp đi mua chúng ta không có thì chúng ta nên có biện pháp vậy. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn thay. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cái lơ này trước các bạn nhé, quấn bằng tang này. Vẫn hơi dày một chút khi chúng ta siết vào thì nó chặt hơn. Ok, lắp vào. Bây giờ mình sẽ quấn băng tang cho cái này. Cái này công việc của đàn ông là nhiều khi mình cũng phải chủ động. Khi hỏng hóc rồi mình có thể mình thay được luôn. Nhà mình gần ngoài đường cũng hơi ồn. Ok, để các bạn vén này. Để chúng ta tiến hành lắp. Rồi, thế là đã xong cái vòi nước của chúng ta. Rửa tay luôn các bạn. Và bây giờ mình mở nước ở bể của chúng ta ra là ok. Rất đơn giản đúng không? Không có gì phải thuê thợ hết thì cho nó chờ đợi nó vất vả. Tiếp các bác thì cũng vất lắm. Và rồi, thế là chúng ta cũng vừa xem cái vòi nước hỏng
và cũng như là đi đến cửa hàng để lựa chọn một cái vòi nước phù hợp để chúng ta thay. Nhưng mà hôm nay rất chi là không may nè, chúng ta lại không có cái vòi đúng của nó 3/4 để chúng ta thay, thì chúng ta đã thay bằng một cái vòi là 1/2, là nghĩa là ống bằng ống 21 đấy. Và chúng ta cũng đã mua thêm một cái lơ các bạn. Thế khi các bạn mà không gặp cái trường hợp đó, hoặc là gia đình chúng ta không có cái vòi đúng, hoặc chúng ta đang dư một cái vòi 1/2 chúng ta muốn thay vào 3/4, thì chúng ta mua thêm một cái lơ và chúng ta vẫn làm như bình thường, thì đã lắp được vòi nước rất chi là đẹp. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ một cách thay cái khóa nước của chúng ta trong gia đình, nhà nào cũng có mà rất hay hỏng hóc. Thì khi hỏng hóc thì chúng ta có thể mua và chúng ta tự thay được. Và video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì cho mình một like và đăng ký kênh để tiếp tục nhận những video mới, những gì mình chia sẻ trong cuộc sống quanh chúng ta hàng ngày diễn ra, để chúng ta chủ động trong tất cả những cái việc cuộc sống thường ngày. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.